Xin kính chào các quý vị. Vâng, năm hết Tết đến rồi, hôm nay chúng ta cùng đến nhà anh chị Minh Hoa. Đây là một cặp đôi gia chủ, tức là anh chị có một cái phong cách rất là, có một cái phong style riêng. Đây là phòng khách của anh chị, và để chuẩn bị cho đón một năm mới Tân Sửu 2021, anh chị đã trang cho mình một cây đào rất đẹp, đó là những cành đào của Nhật Tân. Và trong không khí đón Tết này thì anh Minh là một người rất yêu đam mê công nghệ, và cũng cùng với team Thiên Hà tìm ra một giải pháp vừa làm một bộ dàn nghe nhạc cho thỏa mãn sức đam mê âm thanh của mình, cộng thêm với cả một phòng trong phòng ngủ riêng. Thì bây giờ hiện tại tôi đang đứng ở phòng khách nhà anh chị. Với những tiêu chí của một bộ dàn, anh muốn nghe những dòng nhạc cổ điển và những chất đĩa than, thì team Thiên Hà cùng anh đã tìm ra một giải pháp. Đó là đầu tiên tôi muốn nói đến cặp loa Din Audio đến từ quốc gia Đan Mạch. Đây là một bản Refident của hãng rồi. Đây là chính là dòng loa Din Confident 50. Dòng loa này thì các bạn thấy có một chiều cao rất lý tưởng với một không gian rộng như thế này. Và với các củ nam châm thì là Neodymium. Và đây là một dòng loa rất nổi tiếng đến từ quốc gia Đan Mạch. Với những dân audiophile cũng như là các tạp chí thì luôn lấy dòng loa này để làm một thước đo đối với nhiều dòng loa khác. Đó là dòng Din Audio. Và dòng Din Audio này thì được sở hữu một cái lớp sơn rất là đặc biệt. Đây chính là một màu sơn Midnight. Và chúng tôi đã phải đặt 3 tháng thì hàng mới có cặp loa này về đến Thiên Hà. Vì khi các bạn nhìn sâu vào trong cái lớp sơn này thì các bạn sẽ thấy các ánh sa kim. Đó là một điều rất đặc biệt. Một ánh sa kim, một màu đen rất là huyền bí. Và cặp loa này thì được trang bị những dòng chép, loa chép tốt nhất. Và loa bass thì là đang thừa hưởng được những công nghệ cao nhất của hãng. Để thỏa mãn dòng loa này thì anh cũng muốn là có một hệ thống. Đầu tiên thì tôi muốn nói đến chiếc âm ly Griffon. Đây là chiếc âm ly đến từ quốc gia Đan Mạch. Và đây thì để được xếp gọn ngay ngắn, đây chính là quỷ dữ Griffon Diablo 300. Với chiếc âm ly này với công suất 300W thì tôi nghĩ là để có thể thỏa mãn đôi loa này rất là ok rồi. Còn về phần trên thì chúng tôi đang sử dụng một set của Esoteric, đó là D01. Đây là bản tham chiếu và B01. Đây là những bản tham chiếu của dòng Esoteric. Đây là một cơ chan bót rời đó. Sau đó là đánh vào hai hệ thống DA rời luôn, và thêm một hệ thống nguồn để cung cấp nguồn điện cho hai DA rời. Đây thì các bạn thấy đây là một kiệt tác đến từ hãng Esoteric, và đã làm mưa làm gió trong thị trường high-end audio. Đó là về những cái phần, về phần chơi là về phần CD. Còn về phần số thì chúng tôi lại ưa dùng về những cái dòng của Audender, vì đây là một cái hãng công nghệ nổi tiếng nhất thế giới bây giờ về dòng Audender này, với những giải mã DA là dạng giải lên tận 32 bit, và đã được các kỹ sư ở Mỹ đã nghiên cứu và phát triển thị trường riêng, nhưng mà được sản xuất tại Hàn Quốc. Còn nếu nói về phần phono và phần mâm than thì Thiên Hà chúng tôi đã cung cấp cho anh một dòng Magnum Clear Audio Champion. Đây là một, chính là một mâm than rất là nổi tiếng của dòng Clear Audio, với một trục gốm đã làm lên một danh giá, một thương hiệu danh giá của nước Đức, cộng cả một màu đen. Với bức không gian này thì tôi nghĩ là đây là một sự kết hợp quá hoàn hảo. Phần phono của phần mâm than này thì chúng tôi lại thích đưa giới thiệu cho anh, đó là anh bảo anh thích một cái màu sắc ấm dày, thì đây chính là phono Accentic và mã thương hiệu là Ria đến từ Mỹ, và hoàn toàn dùng bằng bóng, nên để khi mình nghe được cái một màu sắc âm thanh, mình sẽ có những cái sự cảm nhận. Đấy là những hệ thống chúng tôi cung cấp. Còn về hậu trường đằng sau các bạn thử nhìn, vâng, để thỏa mãn được những đôi tai khó tính và các điều kiện chơi trong điều kiện tốt nhất, thì bên Thiên Hà đã cung cấp cho anh với những cọng dây, rồi những dây nguồn, dây loa, chính là của hãng Nosdot. Đây là một hãng rất danh tiếng của nước Mỹ, gần như trong giới chơi audio thì ai cũng cảm nhận được một màu sắc âm thanh này. Trong không khí Tết đến rồi thì hôm nay tôi sẽ mời các bạn cùng team Thiên Hà, cùng vợ chồng anh chị Minh Hoa là có một buổi test nhạc với những bản nhạc rất là yêu thích, những đĩa Andre Puccelli, đĩa Ingo và đĩa Project Quartet. Đây là những đĩa mà được trong giới chơi audio là rất là ngưỡng mộ,
Đó, còn bây giờ thì cái phần này thì tôi sẽ để nhường cho các bạn thử một cái không gian của anh chị như thế nào. Xin mời các bạn. Vâng, xin chào các bạn. Đây là một không gian riêng của anh chị với cả các cháu nhỏ. Thì với anh Minh chị Hoa thì đây là những bộ Lego và những sản phẩm chơi của em bé. Đây thì tôi thấy là trông rất là ngộ nghĩnh, đáng yêu. Nào là những ô tô, nào là những búp bê, rồi những chú thỏ láu, rồi chói xóa bông. Trông rất là đẹp, ngộ nghĩnh. Và để cho một không gian tràn ngập của một căn phòng của anh chị thì anh chị đã tin tưởng và dùng của hãng Bell Lab. Đây là Bang & Olufsen. Và đây là một hãng cũng đến từ quốc gia từ Đan Mạch. Với dòng Bell Lab này thì là có trọng lượng lên tới 8,5 kg cho một bên. Và có công suất danh định lên tới 320 W cho một trên, tức là một kênh. Và 160 W cho giải chép và 160 W cho giải mid bass và bass. Và dòng Bell Lab này thì luôn cho một cái công suất rất là ấn tượng, nhưng mà ngược lại thì cái màu sắc âm thanh thì tôi thấy rất là tuyệt vời. Đó là sự trung thực rất cao. Vì đây là một hãng đến từ quốc gia từ Đan Mạch và nó có nhiều năm làm những cái, các kỹ sư của hãng đã có nhiều năm kinh nghiệm để làm ra được những dòng sản phẩm rất là được giới chơi audio ưa dùng và tìm dùng, vì những các công nghệ luôn luôn đi trước mọi thời đại. Đó là những cái mặt mà tôi đã tháo lớp e-căng để cho các bạn nhìn. Và đây thì là với những lớp e-căng và của ốc chó, người ta làm đẹp, người ta trang trí như này để khi người ta ốp vào đây. Như các bạn nhìn này, xem cái ốp vào đây. Đó. Thì các bạn thấy nó là một cái sự hiện diện rất là tuyệt vời, vì nó có cái sự thân tiện giữa âm thanh, âm nhạc và màu sắc của thiên nhiên. Nhưng một điều hay hơn nữa với dòng Bell Lab 8 này chính là cái công nghệ kết nối. Vì đây là mình có thể stream nhạc qua mạng Wi-Fi và chơi định dạng AirPlay 2 qua định dạng của iPhone. Thì đấy là một trong những cái bước đột phá, và người ta đã tìm được ra những cái màu sắc âm thanh để chơi cái này. Và với chơi được những cái đồ công nghệ này thì các bạn chỉ cần hỗ trợ thêm một cái gọi là Bell Core. Đấy là một cái tích hợp để mình có thể là giải quyết được vấn đề đó. Đó là những điều tôi muốn hướng và tìm ra những giải pháp với các bạn muốn có cái style phòng đẹp, âm thanh hay, chất lượng tốt mà cái điều kiện chơi thì rất là tuyệt vời, thì hãy nhớ đến dùng thử một lần dùng Bell Lab. Và sau đây thì tôi sẽ mời các bạn cùng quay lại với phòng nhà anh chị để chúng ta cùng có một buổi trải nghiệm hôm nay ở nhà anh. Vâng, trên tay tôi đây thì hôm nay gia chủ thì cũng tâm sự bảo là anh là một người rất là đam mê địa than. Và đây là những cơ duyên mà khi anh mua được nhờ các bạn mua từ nước ngoài, thì trong năm nay tôi sẽ tìm thấy có một đĩa của hãng Abba Super Chopper. Và cũng là một ngày chuẩn bị đón xuân Tân Sửu 2021. Thì tôi cùng muốn mời các bạn có một buổi trải nghiệm với hệ thống âm thanh của Thiên Hà Audio cung cấp cho anh chị. Và xin mời các bạn. Champagne.
đi vào quyền lặng, trời vào thu. Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần tha hương em khóc cho đời viễn xưa. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim em hững hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nếm thơ, cuối cùng là tình bơ vơ. Cho anh xin một đêm chăn trôi, tìm đông cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng. Vâng, không khí xuân đã tràn ngập ở đất nước Việt Nam mình. Thì cũng theo mặt tin Thiên Hà, chào mừng xuân Tân Sửu 2021. Xin chúc các quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và có nhiều sức khỏe. Và hôm nay cũng theo mặt tin Thiên Hà, rất cảm ơn anh chị Minh Hoa. Đây là một cặp đôi gia chủ rất là trẻ và hạnh phúc, đã có những thành công trong cuộc sống và có những viên mãn ở trong những cái phong cách chơi của mình. Xin hẹn các bạn vào các YouTube sau.